Xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Đồ Gỗ Ly Gương. Thì thưa các bác, thì hôm nay bên em đã dựng xong một bộ vua sập thờ làm theo đơn đặt hàng của gia đình chú Ban ở tỉnh Thái Bình nhá. Thì chú đặt bên cơ sở Ly Gương chúng em một chiếc vua sập thờ này với kích thước là cao 1m17, sâu 1m07 và dài 2m17, dạ tiền dạ ngang dày 10 phân, chân vuông 26, cổ đây là dài 4 phân, khuôn mặt 5 phân và ván mặt là dày 2 phân, chắp 2 miếng các bác nhá. Và đi kèm là bác chú Ban đặt thêm bên cơ sở Linh Hương chúng em một bộ mâm bồng đài nến 10 món và đôi lục bình cao 45 để hai bên nách nhá. Thì đầu tiên thì em xin giới thiệu về cái mẫu dạ tiền vua sập thờ này các bác này. Thì cái mẫu dạ vua sập thờ này thì không bao giờ là hết hot trên thị trường ngày nay nhá. Thì cái mẫu này là luôn luôn là một trong những mẫu đẳng cấp nhất, với dạ tiền là dày 10 phân, đục liền khối không chắp các bác nhá. Thì các bác nhìn những đường nét chi tiết này, thì bên em làm hoàn toàn là thủ công bằng tay các bác nhá. Các bác nhìn cành bồng rất là sắc nét này. Cái mẫu vua sập thờ này thì đục là mất rất nhiều công sức nhá. Một tấm gỗ dày 10 phân đục xuống, hàng tương đương với cái hàng vai sập ngồi các bác. Và tiếp theo là cái hàng chân này, chân vuông 26 các bác nhá, chân rất là to. Bình thường phổ thông thì làm chân 20, 22, 24 thôi, nhưng mà chú đặt bên cơ sở Linh Hương chúng em là chân vuông 26. Thì cũng đục tỉ mỉ kênh bong rất là sắc nét nha các bác nhá. Đây này, hai mặt là hoàn toàn là khác nhau này. Đục hai mặt hai cảnh khác nhau các bác nhá. Và cái dạng ngang này cũng là dày 10 phân này. Thì các bác nhìn dạng ngang thì bên em đục cũng rất là tỉ mỉ này các bác này. Cũng là dày 10 phân, đục cũng hoàn toàn là thủ công bằng tay các bác nhá, rất là sắc nét. Thì bên em thửa cho chú một bộ gỗ hương đá thì cũng rất là đều màu nhá. Cái dòng gỗ hương đá này thì các bác cũng biết rồi, gỗ thì rất là nhiều vân và cực kỳ là bền. Hiện tại em đang quay giữa trời nắng này, không sợ cong vênh đứt nát từ đầu các bác. Thì ván mặt là bên em làm dày 2 phân chắp 2 miếng. Bác nhìn nhá, giữa ánh nắng thì nhìn rất là rõ những đường vân này. Gỗ hương đá rất là đẹp nhá, màu cánh sen hồng, khuôn mặt dày 5 phân, cổ đây là dày 4 phân cũng đục tay này, hai tầng cổ chỉ rất là đẹp. Thì trong video này thì em sẽ báo giá luôn cho các bác để các bác tham khảo nhé. Với chiếc mẫu sập thờ này, mẫu vua sập thờ đục hàng như thế này, với kích thước cao 1m17, sâu 1m07 và dài 2m17, thì bên cơ sở Linh Hương chúng em đang bán với giá hoàn thiện là 55 triệu đồng các bác nhé. Và đi kèm là chú Ban đặt bên cơ sở Linh Hương chúng em một bộ mâm bồng đài nến 10 món, gồm 5 cốc nước, 2 ống hương, 2 hai cây để nến và một mâm bồng. Thì bên cơ sở Linh Hương chúng em đang bán với giá hoàn thiện cho chú là 3 triệu 500 nghìn đồng các bác nhá. Và đôi lục bình cao 45, đôi lục bình con này cao 45 này các bác này, hàng không ruột nhá. Này hàng rất là đặc này các bác này, hàng rất đặc nhá. Thì bên em đang bán cho gia đình chú là 3 triệu đồng nhá. Thì tặng kèm chú một chiếc tam cấp để bát hương và một bộ đũa thờ. Thì em xin nhắc lại về cái giá của cái bộ sản phẩm của em ngày hôm nay. Với chiếc sập thờ, vua sập thờ này thì bên em đang bán với giá hoàn thiện là 55 triệu đồng. Bộ mâm bồng đài nến 10 món là 3 triệu 500 nghìn đồng. Và đôi lục bình cao 45 là bên em đang bán với giá là 3 triệu đồng các bác nhá. Thì bác nào mà đang có nhu cầu về bộ vua sập thờ này thì liên hệ trực tiếp với bên em theo số điện thoại 0979 876 444 hoặc 0987 023 214 nhá. Thì hy vọng thì bên em sẽ nhận được nhiều phản hồi từ bên các bác. Thì các bác có câu hỏi nào thì có thể comment ở phía dưới thì bên em sẽ trả lời tư vấn cho các bác cụ thể nhá. Thì xin chào và hẹn gặp lại các bác.